ຕາປະເຮຍຈະພິທີບົນອົງຕູກໄດ້ບານປະພຶດໂຕຈົບຈະນິດໃນຂ້າງກົງປະເທດກຳປູເຈຍຍືງຄືມີລັກສະນະຂອງການຕໍ່ຈະສະຫຼາຍຫມອກປິນີຢ່າງໂດຍໃດສາ អំពីឯកសារបណ្ណាំងទូកនៅកាលគ្រិស្តសករាជ1528គឺព្រះអង្គចាន់ទី1ព្រះអង្គបានចាត់តាំងអ្នកដែលស្និទ្ធរបស់ព្រះអង្គបំផុតនោះគឺពញាតាតដែលនាមជាស្និទ្ធភូបាលដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងនៅចប់ថ្ងៃរងាយយល់ទៅនៅកម្ពុជាក្រោមពេលដែលព្រះអង្គបានទៅហើយនឹងព្រះអង្គបាន រៀបចំកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្នុងទីនោះដោយបែងចែកជាតបនោះមានចំនួន 3 កងតបជ្រួចនោះគឺកងតបជើងទឹកដែលទូកនោះមានលក្ខណៈដូចទូកបណ្ណាំងយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹង រីឯទី2គេហៅថាកងទ័ពជំនួយកងទ័ពជំនួយមានចៅ2ជួរដោយទូកចៅរបស់យើងនឹងដែរហើយនឹងទី3គឺគេហៅថាតបអាសៈតបអាសៈនឹងគឺជាទូកធំដែលមានដំបូលក៏ប៉ុន្តែដំបូលមកកណាត់កាត់ស្លាក់ខាងមុខប៉ុន្តែអត់មានអញ្ចឹងទេអានឹងគឺសម្រាប់ដឹកស្បៀង ដូច្នេះតមកក្រោយមកវិធីហាត់តបចាំងទឹងទឹកនេះក៏ចេះតែសាបលៀបទៅសាបលៀបទៅនៅបានត្រឹមតែធ្វើពិធីប៉ុណ្ណឹងទូករហូតជាប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតែលក្ខណៈមិនខុសទេគឺត្រង់ត្រីទូកនៅខាងក្នុងលក្ខណៈទូកប៉ុណ្ណឹងដោយជាក្រុមកងតបស្រួចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើ ហើយវាដូចនឹងទូកបណ្ណាំងរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែររីឯកងទ័ពជំនួយនឹងបានសេចក្តីថាគឺជាកងទ័ពមានចៅ2ជួរដូចទូកចៅយើងចឹងដែរដែលយើងរៀបចំធ្វើបណ្ណាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅតើនៅខាងក្រុងនៃពិធីបណ្ដែតប្រទីបយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានរលឹកហើយនឹកដល់ណាពិសេសគឺយើងមើលឃើញនៅខាងក្រុងកម្ពីមួយខាងកម្ពីទៀតថាវងជាភាសាបាលីគឺបានលើកឡើងថាចង្គំកែវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលបានទៅប្រដិស្ឋានទី 1 នៅឯឋានត្រៃត្រឹងទី 2 នៅឯឋានពិភពនេះទី 3 នៅឯស្រុកកន្ធិរៈហើយនិងទី 4 នៅតន្តបុរៈគឺកលឹងរដ្ឋអញ្ចឹងការដែលយើងរៀបចំធ្វើបណ្ដែតប្រទីប ពីដើមគឺគេធ្វើនៅខាងក្រុងខែអាសាច់វានៅប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃ 14 15 និងថ្ងៃ 100 ខែកដិកការដែលធ្វើទៅតាមឯកសារនេះគឺការរលឹកទៅដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅខាងក្នុងនោះគឺប្រះចង្គំកែវរបស់ព្រះអង្គទាំង 4 គឺបានប្រទេសស្ថាននៅទីដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើ
Sự pháp ra khái dân này dây ông phí xịp hư được trong ban chùm riêng muốn nâng cầm phí Paramat tạ tiên bình đi át tạ tha chạy ra bày đọc chùm phía xa bà lấy nắng. Lúc ban chạy anh tha nơi đau ông phát tạ cạp ni. Phật ra xa ma sang phút ra ông dôn dốc cầm nát. Cáu chìa xa xa bằng đất cứ xa tầng xài. Hai phật ra ông trâu đã tiền. Vì phật tiền là bà ông nó miền tiền là bà ra mấy. Tiền là ụp bà ra mấy. Tiền là bà ra mắt là bà ra mấy. Tiền bà ra mấy nó đã trọc trong bát bọc trong cổ bạch giang năng. Hay tiền là ụp bà ra mấy nó cứ vì nó trong bàn sạch cho sạch trong bàn ấy dọa ấy nó tới. Tiền bà nà đó tiền bà ra mắt là bà ra mấy nó ai tới chịu vứt. Xong chịu vứt cả ai đây. Nhưng chẳng nơi phê nắng bà ăn thịa thì riêng bàn khlên khuôn thôi chìa tập luyện cha mò sông à ha thì xa xa bản đất của phật trong ngày xa lập phong lục thà lục mình miền ấy thế miền phải sạch thêm sạch nó ngay tay chưa tiến đâu chẳng bà chẳng bàn thế ai là anh tự và cắt lương lương hay thằng thô thằng thơ lão xa xa bản đất nó có rồi luộc luôn bay đòn đã bay ở sát chạy nơi khang không luôn nâng tăng vào mán lốt chạy nhỏ hai lốt cho không phương của phong này cháy từ tua phương nâng ở lốt hấp phliêm rất đó cha nâng hai đã thua ai bà ăn cao chọc sáng chạp bay xa xa bình đất lại tới cu rút xa xa bình đất nơi ai nâng tham bà chăm hốt đó rốt ngày để dừng bà khơi. Đó là phêl dưng, phêl đây bị thi xung phê phát khai nấc, cứ vì chom thay đọc phạm kết, thay cả đất. Tôi ôm bốc nóng giang mạch, ôm bốc cứ chưa vào thọ muối, đây dưng thôi chênh ông phí sâu. Hãy phật tế cam một chia dương cho phật tế cam sẽ cam mình chẳng sớ đã đo đã bôn tay vào phật rồi tư trong phim về lia đại dương cho rùm nơi khang trong cái thị bôn từ qua phật khai năng phong kế có thôi cái thị đào làm bọc để tạm cướp tiền nia nia từng o đời sớ nắng cứ kế mình đại dương sớ tung nhiều thế cái giờ trời tung cái hai tập trời tung sập xe giờ mà bàn ông hai bàn giờ liên liên mà là mông mình ơi khâu phê mà là mông cái giờ bọc bọc cái giờ bọc ô người nơi khang không trời để đo tập buồn bằng phật đất hãy cái non kia ngày tập làm cả hè cả đất nắng nghiệt là ứng về bực kỳ dục chẳng hạn từ vài một kinh đó phải sống về là nghĩa kinh non kia tầm ốc tầm không cửa xa này mùi thì mùi nóng bùa kia tầm bay đi đi tầm chạc tầm khám ấy tôi thông cả mông một loạt nóng kia tầm vọt kia đau dơ tầm ổng bốc nóng tư thì mùi phò nóng bốc nóng dơ tới chạy chỉ phì thì mùi cứ kì dơ từ chun lô cải trá xong rồi túc và kinh tầm đó phải sống thì phí cái triêm túc xâm ra cái thí ọ mộc hãy cái thuốc cái thí nà mạc ca bạc nạ trái xâm ra tiền sâu bạc xâm ra bạc rạch hãy cái thuốc cái thí ếch tiên nơi khai khổng cái thuốc cái thí ếch tiên ếch tiên nó cái tròn tiền dạng cho ra nó thông miền bạc xe dạng thông hãy cái đạc thật chế cái khẩn khóng hãy cái xâm ra chọc hãy bàn cái tờ mơ thả tái chênh cho rụp ấy trên chỉ rụp cô rụp bay rụp xe rụp tầm rây rụp ai dân tức thì ai đang thả tay cho nam nít liền tách rư có liền cho ơn làm cho nam trong cho nam cứ chỉ cạp son chọc hỏi bạn kịp vừa thì ọ bóc cứ chọc
nơi lơ nâng cứ ta sông của rút đồn ta ấy nâng tới đâm bây ở school bốc nó bỏ kê chùn ta chùn dây anh chân tới đó bê dương chọc màu đa nơi khăn kraum thay cầm phung tệp lứ thì lược đáy của rút kia từ vinh từ mau cầm mông sông ọ cầm lọ cầm lọ sông ọ cầm mông dân tới chạy chạy sông ọ kia từ vinh từ mau bê đẻ ọ sông ọ mùi sông ọ mùi kì ngươi là anh tấn phân là bê đẻ ngươi nâng tố tới phần hết những sầm lăng chóng từ bà chăn tại cầm phung tệp bình vuông và ngày pram tập cái bà chăn bình vuông hãy kì ngươi ở trong bà chăn nâng mang cái ọ một nâng hãy cứ tức chất bỏ kê nâng cứ kì sà bay đi đi nó cho mùi kê nâng đuông chăn tại cầm phung tệp lưu tự chạy nơi lưu mê hình chân nạ đem một sông ọ nâng thiệt tràn tràn cầm lọ cầm lọ hình chân có thả sông ọ mùi cầm mông mông có ngư ngư co lan tới cái ọ mà đầy như thế hãy ban tới cái mông mông cái sông ọ huynh chân thứ cái dây dây ta ta ấy sao bay đi đi nó khăn trong quạt nâng